Hello, how are you? Good. I'm good. Okay, so did you have a good weekend? Did you have a good weekend? Did you have a good weekend? So what tense is it? Có sử dụng thì gì đây? Thì quá khứ. Did thay cho gì? Did thay cho đúng. À, vậy thì câu bình thường của cô do you have a good weekend nó có nghĩa là gì? Bạn đã làm tốt tuần vừa rồi chưa? Cái động từ của mình ở đây là động từ have. Have nghĩa là Có. có, vậy thì có phải là làm tốt không? Bạn có một cuối tuần như Tuần nào? tốt. Chứ, đúng không? Rồi. Vậy thì bây giờ chuyển thành quá khứ tại vì cái cuối tuần đó đã qua chưa? Dạ rồi. Rồi, vậy thì trả lời sao nhỉ? Cuối tuần của bạn tốt chứ? Trả lời sao? Mấy cách trả lời. Yes, I did have a good weekend. Yes, I did là được rồi. Còn nếu không vui thì nói sao? No, I didn't. Yeah, no, I didn't. Hoặc là no, it's boring. Kiểu vậy. Rồi, câu hỏi tiếp theo nhé. Đối với những câu hỏi mà mở đầu bằng động từ như là did hay là were hay là bất cứ thực từ chỉ có động từ là phụ trợ động từ hoặc là động từ to be thì tất cả những câu trả lời nó sẽ chỉ nằm trong yes hoặc là no mà thôi. No. Hỏi bằng động từ thì trả lời bằng yes no, nhưng nếu hỏi bằng từ để hỏi bằng WH question thì chắc chắn là con phải trả lời thành câu cho cô. Rồi bây giờ cô hỏi nè, what did you do last weekend? Câu này sao? Bạn Bạn làm gì vào làm gì? bạn Tại vì quá khứ mà, bạn đã làm gì vào cuối tuần vừa rồi? Nào, bây giờ liệt kê hết tất cả những cái hoạt động mà mình đã làm. Lưu ý là hoạt động chính nha, main activities, đừng liệt kê cho cô là đánh răng rửa mặt nữa. Ví dụ như là những hoạt động chính lớn á, đi đâu, làm gì, ăn gì, vân vân, cái đó. If you can't talk, you can write first. Chưa nói được thì cứ viết ra xong chỉnh xong rồi nói sau cũng được. Không cần vội. Ok. Còn thứ nhất là nếu con chưa quen, you can write in simple present tense, viết bằng thì hiện tại đơn trước, sau rồi chuyển sang quá khứ sau. It's okay.
Hey, where did you write it? I just need about 3 or 4 activities. I don't need more. 3 or 4. Mấy hoạt động thôi? 3 hoặc 4. Yes, just that. You want to answer now? Trời, nó chưa ghi hoạt động cuối nữa. Trời ơi, là trời gì lại được chứ trời. Okay, one more. Ráng đi nốt cái cho nó vừa ý. Always look at this one. So you have 4 activities. Went to the park, right? Okay. Went to the supermarket. Yes. I watch football in the coffee. There are 2 problems. The first is the things. Watch. In the past. Remember? So what do we write here? Con sửa lại như nào, con biết là bên phải cho cô.
In the coffee. Trong cà phê hả? Sao lại xem được trong cà phê được? Coffee là một loại đồ uống. It's a drink. Con không thể ngồi trong ly cà phê mà xem bóng đá được đâu. Next one. I had my parents brought two toys. Rồi. Cái câu này làm lại. Thứ nhất là về số lượng. Two toys mà con để nguyên. Con không thêm add, không thêm gì hết. Là sai. Cái thứ hai. I had. Con có cái gì từ ai? Viết lại câu đấy. Tôi được mua hai thứ đồ chơi từ bố mẹ cũng được. I had cái gì đó hoặc là bố mẹ mua cho tôi, chứ không thể là I had my parents như thế này. Mà từ brought, brought là mang chứ không phải là mua. Brought là quá khứ của bring. Còn bought mới là quá khứ của buy. Rồi, sửa lại cho cô nào. Đi xem bóng đá với bố luôn hả? Yeah. You watch football with your friends or with your parents? I watch with my parents. Friends? My dad. Ah, your dad. And my your parents. Parents, we got the word parents. This means mom and dad. Okay, so change the verb for me. Con viết lại cho cô cái verb thôi, đừng có viết lại cả câu. Cái câu dưới cuối cùng mới viết lại cả câu thôi. Còn câu trên, cô gạch từ nào thì viết cái từ đó thôi. Just that. In the cafe thì được. Còn nếu không thì phải dùng in the coffee shop. Còn cafe thì thực chất mình có thể dùng cafe là viết tắt của cafeteria. Okay, write again number the last sentences. Had how many new toys? Two toys. Oh, so they are new or old? New. So you say I had two new toys from my parents. Parents. I had two new toys from my
parents. Look at here, I write it for you. Hey, so look at this one. We're gonna see you have four sentences right now. Look at that. You have four sentences right now. And now we can see that you have four the word I. So I will cross it. I will cross it. I will cross it like that. I don't use I anymore. I will combine them into one sentence. The next one, I went to the park and I went to the supermarket. I have the word went to second time. So I cross out went to. Okay, so now let's make a sentence. So my sentence is gonna look like this. I went to the park, comma. The supermarket, comma, watch football in the cafe, and had two new toys from my parents. So you have one sentence like this. I went to the park, the supermarket. Okay, read for me, please. I went to the park, to the supermarket. The supermarket, watch. Keep going. Read it. Watch football in the cafe. In the cafe and? And had new toys from my parents. Two new toys from my parents. Yeah. Vậy thì bốn câu của con, cô sẽ combine thành chỉ cần một câu thôi, only one. Đó, vì mình đã có những cái thành phần nó giống nhau rồi, cho nên là mình sẽ bỏ bớt đi để tránh bị trùng lặp. Đó, đó là con cách mà con ghép câu. Con sẽ ưu tiên những cái thành phần. Thứ nhất là câu ngắn, con sẽ đưa ra trước những cái hành động ngắn hơn. Nhìn thấy không? Cái câu ngắn này, đó, là đưa ra trước. Và những cái câu mà có hành động giống nhau thì mình cố gắng mình thu gọn những cái từ giống nhau đi, mình không sử dụng lại nữa. Và sau đó những cái từ đằng sau, ví dụ động từ nó khác nha, hành động này nó không phải là xem đi bóng đá nữa mà nó là xem, thì mình phải giữ nguyên cái động từ của nó là watch và had. Đó, còn hai cái này đều dùng went to cho nên mình bỏ đi một cái. Hiểu chưa? Rồi, yes. Luyện tập nhiều hơn, ngày hôm sau cô sẽ vẫn tiếp tục hỏi những cái câu tương tự như vậy nha. Rồi, về nhà cố gắng làm bài tập nhiều một chút xíu là mình sẽ quen thôi, không sao hết. Now we are going to the new lesson. We are going to learn about the first university in Vietnam. So what does it mean? Okay, look at this one. Hôm nay mình có mấy sách mềm để cho nó rõ. The first university in Vietnam. What does this mean? What is it? The first university in Vietnam. The first, là số mấy? Thứ mấy? The first là thứ mấy? Thứ nhất, thứ một, đúng không? University. University. What does it mean? University. You see, when you learn, you learn from primary school, secondary school, high school, and college or university. When you over 18. When you over 18. And you're over 18. 18 tuổi thì con học gì nữa? Yeah. 18 tuổi đại học, đúng rồi. Vậy thì ở đây người ta đang nói về trường gì? Trường đại học. Đâu? Đầu tiên ở Việt Nam. Trường học 2 function on lock 7 unit 6 Kofi NM. Vocabulary unit 6 7th grade. Trường đại học đầu tiên của Việt Nam, ok. So, con có biết trường đại học đầu tiên của Việt Nam là ở đâu không?
Where is it? Look at the picture. Look at the picture. Nhận ra cái này không? This one. Như con nhớ con học rồi, em nhớ lại cái in Hà Nội. Người ta gọi là gì? Văn. Văn Tử Miếu hả con? Văn Miếu Quốc Tử Giám. Văn Tử Miếu có để chứ. Nhớ kiểu gì vậy? Trời ơi, cái này là kiến thức tiếng Việt nha. Yeah. Không, có trong sách chứ không phải có sao không? Văn Miếu Quốc Tử Giám. Have you the, chắc là chưa tới bao giờ đúng không? Dạ đúng rồi. Chưa tới Hà Nội luôn. When? Cô đi rồi nè. Bự lắm. Đẹp lắm. Chưa ngày xưa nhưng mà đẹp lắm nha. It's beautiful. It has a lake inside. Có một cái hồ, bước lại là có một cái hồ luôn. Dòng sen đẹp cực. Nhớ không? Có những cái bia mà có hình con gì? Nổi tiếng luôn đó, ở bên đấy có tự nhiên có những cái tấm bia hình con rùa ghi tên những cái sĩ tử đạt chạy cao ngày xưa, là phải gọi là ai giỏi lắm mới được khắc tên lên cái bia đó luôn á. Bây giờ vẫn còn nhưng mà mình tất nhiên mình không đọc được, tại vì nó không phải là chữ quốc ngữ như bây giờ, là chữ Hán và chữ Nôm ha. Tôi có thể search hoặc là lên YouTube đi, mình xem, gọi là mình đi du lịch online nha. Cái này hay lắm á. Khi mà mình học cái gì thì mình nên tìm hiểu về cái đó, để mình khi mà mình đọc á, mình dễ tưởng tượng ra hơn. Tại vì nội dung mình sẽ xoay quanh cái vật đó rất là nhiều. Ok, today we're gonna learn about the vocab first. Bây giờ mình sẽ học vocab trước, hướng dẫn cách đọc cho con luôn. Ok, we have these words. Đó, lát nữa con sẽ gửi. 3 mind map unit 6 lop 7. Catch hawk 2 function on lop 7 qua so do 2 to thong mi. Ok. Seventh grade. So look at one. We have the word, first word. Now, look at here. Can you read them? Có những từ mình đã học rồi nha. When I cross, what is it? Build. Yeah, build. Đó, nhìn vào cái pronounce. Build. 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 Okay, next one. Con. Consider. 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 Cái nào có giống vậy? Consider. 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 Next one. Con. Consider. Có phải là see nữa không? Dạ. Con. Con. Consist of. Consist of. Nó là chữ F ở đây đọc là chữ V nha. Of. Còn nếu là of thì nó phải là double F mới đọc là of. Được chưa? So we have this one. Cái này thì không khó dịch nghĩa nào, nhưng mà mình đọc được nào, từng từ một. Doctor Stone. Tablet. Tablet. Doctor tablet. Bia tiến sĩ, cái mà cô nói á, cái hình con rùa đó. Hả? Bia tiến sĩ. Cái từ doctors ngoài cái nghĩa nó là bác sĩ ra thì nó còn có nghĩa là tiến sĩ nữa. Nếu mà con thấy ai mà có cái danh hiệu là dr chấm á, thì nghĩa là người ta là tiến sĩ đó. Dạ. Yeah. E. E. Chữ E đọc sao? R E K T. Erect. Yes, erect. Đọc nhanh hơn. Erect, erect. Erect. Đấy nha, bọn này biết cách đọc rồi nè. This one. Found. Found. Đừng đọc là N D mà D thôi. Found. Tại vì trong cái chữ found của mình là có chữ N luôn rồi. Found. Yes. Rồi. It's gonna be found. Cái này là verb 3 của từ find nha. Nó là verb 3 chứ không phải verb 2 đâu.
Cấp 2 là đã tìm thấy, nhưng mà verb 3 có nghĩa là thành lập. Hoặc là được, à verb 3. This one. Relate. Âm dấu sắc là chữ nào? Và chữ re hay chữ lick? Chữ re. Thế là phải nhìn zoom. Oh. Âm 1 mà. Chữ re mà. Phải đọc thành re. Relic. Cái nào không nhấn thì thêm dấu huyền, cái nào nhấn thì thêm dấu sắc. Relic. Thờ gì? Ủa, sao tự nhiên hiện cái bảng này? Thờ vi. Cái âm này đọc là như chữ y luôn. Yên. Thờ vi. Quê văn. Cái này là thờ hay là thờ? Thờ. Nhân âm mấy đây? Nhân âm một thì là Pavilion. Đó, đọc nhanh. Pavilion. Rồi, tiếp tục. Im. Rồi, cô chia âm ra cho mà đọc này. Im. Yeah. P. Free. Free. Âm al đọc là gì? Âm o đó. Real. Imperial. Imperial. Okay. Yummy. Không phải chữ A, chữ Ơ mà. Academy. Đúng rồi, Academy. Imperial Academy. Imperial Academy. Ok, đọc hết những cái từ này một lượt cho nó nhớ nha. Về nhà là đọc học thêm nghĩa nữa là được. Rồi. Low. Lên. Locate. Rồi, đọc nhanh. Locate. Locate. Yes, rồi. Park. Go. Đây là âm ờ. Lưu ý nhìn vô âm ờ là cái chữ e ngược. Go. Pagoda. Khi mà đọc cái âm con á, cái âm nào mà có dấu sắc là con đọc rõ hơn một chút xíu, còn những âm kia con nuốt con đọc nhanh cũng được, không sao hết. Pagoda. Đó, nghĩa là nghe được cái âm chớ rồi. Pagoda, còn pagoda là sai nha. Pagoda. Now, next one. Wreck. Wreck. Nai. Thêm dép vào. Nice. Rồi dép ba âm là rec. Sao lại khơ? Phải thêm dấu huyền vào. Recognize. Easy. Con đọc được hết. Nào tiếp. Next. Regard. Regard. Đấy chưa? Regard. Ok, next one. Cột âm thì không có nhấn nha. Size. S-H-T. Yes, sight.
Rồi cái âm TS này nè, cái âm này nè đọc gần giống chữ chờ. Té. Cái âm âm này thì đọc là A cũng được, E cũng được. Nó hơi, nó là âm này, A, A. Stare, stare. Stare. Có nhìn cái lưỡi cô không? À, bình thường mình là E, là cái miệng mình sẽ như thế này, E, hoặc là A, hình như này. Còn đây nó sẽ là há vừa thôi. À. Và cái lưỡi nó phải chạm vào cái mặt sau của cái răng. À, stare, stare. Stare. Bây giờ thêm chữ chờ và chữ u đâu là gì? Stare. À, statue. Okay. Rồi. Sound. Âm gì? Oh. Ờ mà. So, Surround. Rồi, next one. Next word, please. Care. Care. Không thể nào mà mình thành một âm được nên mình mới đọc là air. Care. Take care of. Đó. Take care of. Chăm sóc, trông nom. Nếu là kiểu như hiện vật, đồ vật thì mình gọi là trông nom. Còn nếu là người thì gọi là chăm sóc. Rồi. Thêm gì? Nó còn có một chữ ở đây nữa đấy, nhưng mà người ta viết tắt. Con nhìn xem lit. Rồi, okay. Không đọc được thì đã nghe video. Rồi, word. Word. Đó là âm ch và âm j ghép lại. Teach. Heritage. Okay, now, giờ nghe nha. Listen. Đọc theo họ luôn nha. Và cái âm nền to thế nhỉ? Build. Again. Con vẫn nghe được đúng không? Build. Construct. Construct. Doctor's stone tablet. Doctor's stone tablet. Grow. Imperial Academy. Imperial Academy. Pagoda. Pagoda. Relic. Một. Tập rõ hơn nè. Relic. Yeah. Relic.
Rally. Đồng An lắm. Statue. 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 Surround. 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 Âm đờ của surround. 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 Take care of. Take care of. Take care of. World Heritage. World Heritage. Heritage. Mình sẽ có hai cách đọc nhé. Đó là Anh thì con sẽ đọc âm tờ. Và âm Anh Mỹ thì mình sẽ âm the heritage. Hoặc là heritage. 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 World Heritage. Đừng đọc là world mà là world. World. Nó là world. 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 Try again. World. World. Nó đó là những là world. Những là world. 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 Câu nữa lên chứ. World. World. Là chữ R trong một câu rồi. World. World. Yes. World. World Heritage. World Heritage. Rồi. Nó không có từ... Just wait. Which one? Erect. 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 Tờ âm tờ của erect. 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 Consist of. Consist of. Consist of. Yes. Quivan Pavilion. Quivan Pavilion. Quivan. Con có đọc tiếng Việt đi, tại vì nó không đọc tiếng Việt. Khuê văn. Khuê văn. Pavilion. 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 Âm, đây là âm mấy? Nếu mà có đọc như vậy là âm mấy? Pavilion. Hai. Nhưng mà cái này nó là âm mấy? Nhìn lại xem. Âm 1. Thế thì cô đọc sai rồi, có phải tự sửa chứ? Pavilion. 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 Tại vì cái âm này ở đây nó đọc rất là ngang, người ta sẽ không đọc nhấn đó. Cái này là tiếng của Google dịch hay sao á? Recognize. 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 Regard. 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 Yes. Side. Side. Slide. No. Side. 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 Yeah, yeah. Side. Temple of Literature. Temple of Literature. Temple of Literature. Temple of Literature. Okay, rồi để cô search cái âm này cho đọc nghe một lần nữa này. Oxford. Muốn nghe âm chuẩn thì lên cái từ điển này giùm tôi nha. Nhìn nè, literature, mình sẽ có hai cách đọc, ba cách luôn. Literature. Đó, bình thường cô sẽ hay đọc cho con literature. 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 Riêng trên bìa từ điển thì nó sẽ có dấu nhấn cho con. Cách số 2, cái British English con thấy không? BRE này, màu xanh, là Anh. Literature. Literature. Literature, Anh Mỹ, cách số 1 nhất. Anh Mỹ, cách số 2. Literature. 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 Thấy không? Ủa, không đọc nữa vậy. Literature. Literature. Cho nên mình thấy cách nào dễ đọc thì mình đọc. Cô không nhất thiết là bắt buộc là con phải đọc theo kiểu Anh Mỹ. Con đọc theo kiểu Anh cũng được, dễ hơn mà. Đúng literature. Không? Cho nên chỗ này mình sẽ đọc thành Temple of. Temple of Literature. Temple of Temple of Literature.
literature. Temple of literature. Rồi, cái này không nào, mình sẽ nhớ bằng cái cách học. Cố gắng nhớ ở đây là mình sẽ học theo cái, ở đây người ta gợi ý cho mình một cái mind map để mình học các từ vựng. Đó, see? Cái unit 6 nhé. Rồi, tiếp theo, cái hoạt động thì gồm có những hoạt động gì? Growth consists of consider, locate, recognize, regard, surround và take care of. Và về mảng build thì mình có construct, những cái từ liên quan đến build này, erect và found. Đó, người ta chia thành những cái chủ đề cho mình dễ học. Tiếp theo site thì mình có. Rồi. Found là thành lập thì liên quan đến xây dựng con. Thì nó cũng có một nét nghĩa nào. Bây giờ nếu mà con muốn thành lập một cái gì đó thì con phải xây nó lên đúng không? Con phải xây thì con mới thành lập được chứ. Nghĩa là mình phải xong cái giai đoạn xây xong thì người ta mới thành lập. À, cái tòa nhà này sẽ trở thành trường đại học. Đúng giờ chứ bây giờ thành lập ra mà không, hoặc là người ta sẽ thành lập ra cái tên của nó trước và người ta sẽ xây dựng. Nói chung là một trong hai bước, bước nào trước cũng được. Thành lập là như về mặt tinh thần, còn xây dựng là nói về mặt vật chất, nó hiện thực hóa cái thành lập. Nhưng bây giờ con thành lập trường nhưng mà con không xây thì có trường, cái trường đó có xuất hiện không? Dạ không. Hoặc là bây giờ con xây nhưng mà con không thành lập cái gì hết thì nó chỉ là một cái tòa nhà thôi. Nothing happened, đúng chưa? Đó là do tại sao liên quan nhau. Any question? Có thắc mắc gì chỗ này nữa? Dạ. Rồi, vậy thì hiện tại về nhà, bây giờ học từ vựng cho cô trước đã nhé. Cô sẽ gửi cho con một cái bài nghe. Là nó sẽ là đọc ngẫu nhiên một trong những cái từ mà mình đã học. Và con ghi đại đánh số cho cô number 1, 2, 3 gì đó. Con ghi lại những cái từ con nghe ra cho cô. Để mình luyện nghe cái âm đó. Rồi. Temple of Literature. Rồi ạ. Nhảy. Và đọc trước cho cô cái phần Getting Started. Con có sách rồi đúng không? Con có sách, có tài liệu đúng không? Nhà không có sách, cô sách này con đâu có đâu. Ồ vậy hả? Ok, cô chụp màn hình lại cho con nhé. Để con khỏi phải lên sách mềm. Được chưa? Cô chụp lại cái trang này cho con rồi. Vậy thì về nhà đọc trước cái bài này cho cô. Nghe trước cái bài này luôn. Lên sách mềm nghe trước cái bài này luôn cho cô. Và hôm sau là chúng ta sẽ dịch, sẽ tập đọc cái bài này được chưa? Ok? Yes. Rồi. Bây giờ nhìn nghe lại, nghe một lần trước đã. Và gạch chân những cái từ mà mình mới học nó xuất hiện ở trong này. Unit 6. The first university in Vietnam. Unit 6. Page 58. Getting started. Activity 1. Listen and read. What are you doing, Mai? I'm preparing for a trip to the Temple of Literature and the Imperial Academy. Oh, I see. You know that it's a famous historic and cultural place. Of course, Mum. Did you know that it was started in the 11th century? The Imperial Academy is considered the first university in Vietnam. Yeah, we learned about that in school. Mum, this is the list of the things I plan to take with me. Let me have a look. You definitely don't need an umbrella. It's winter and there's not much rain. Will it be cold? Yes, it's a good idea to take warm clothes. I see. The Temple of Literature is a beautiful place. It's surrounded by trees and contains many interesting things. You'd better take the camera. I will, Mom. Any more? Worst. So, we have the Temple of Literature, the Imperial Academy. We have the word consider here.
with the word surrounded and contained. Yeah? So what they are the words that we learned? And remember, I think that there are maybe new words for you, but you have to translate them at home. Về nhà còn từ mới nào thì tự dịch và ghi vào vở cho cô nhé. Và chụp lại cho cô để xem là cô còn đã ghi được bao nhiêu từ mới trong cái Getting Started này. Con ghi giai đoạn 1 cho cô là Unit 6, xong rồi Getting Started. Xong con ghi cho cô New Word. New Word là ghi hết tất. Thứ nhất là những cái từ mà mình đã học. Cái thứ hai là những từ mà con tự thấy ở trong cái bài này, con thấy cái nào new với con thì con dịch ra và con ghi lại luôn và con chụp lại cho cô để cô đánh giá xem là mình biết được bao nhiêu phần trăm từ. Ok, nhớ nhá, nhớ soạn từ vựng cho cô nhá. Any question? No. No. Ok, you can off now. Have a good night. See you tomorrow. See you.